có Sa Hàm Ba Tí Phạm Thiên, cả trong thế giới các miền thanh cao quán chúng. Cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ xin bạch xin Ngài tế thế độ nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần tối mê điên đảo, không phân tội tàu Phật tổ cao minh rất nhiều. Khai đạo theo đặng kết nhiều thiện duyên, Thế Tôn được mãn viên đạo quý, con hết lòng quan hỷ tán dương duyên vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặt lạc đường làm thinh. Chúng sanh vốn đa tình lắm mật, không thông đâu chân thật giả tà, vô thường khổ não chấp ta. Ngày nay sơ ngộ thiết tha, nhờ Ngài xin mở lượng cao dài răng dạy, chuyển pháp luân diễn giải diệu môn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát những điều nguồn sầu câu thúc, diệt tham lam ái dục bao vòng, tối tâm sẽ được sáng trong, phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường, thông thấu lẽ vô thường rắn giỏi. Ba tưởng trong ba cõi mong manh, vô minh duyên của các hành, cõi can dẫn dắt chúng sanh luân hồi. Biển trần nổi khổ nổi trôi, chìm đắm bị ngũ ma vi năm chuyển di. Vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thuyền bát nhã rải đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, mờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đòn đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. Pháp ví trống khải hoàng rầm rộ, luật ví như đại cổ hoàng dương, kinh như dây buộc trên rường, luật như mặn trống vẹt đường vô minh. Tứ diệu đế đó hình dùi trống, giống khua tan giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang, luống chờ trời lõ mọc đặng nhờ ánh sáng. Trổ qua rành rải khắp mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm Thiên vẫn nhậm ngồi khẩn quản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm lường lọc giả ngày giờ chân xa, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp tư từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tối mê, cầu được trí tri vẹn toàn. Và trước khi thỉnh thượng tòa để siêu giảng bài, con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ Quốc Đá Thá Ni Ca Giá Ý Tí Quốc Ta Cá, chương 1, một pháp bài 27 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát.
Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Dạ, con đọc tiếp luôn. Sít ơi, hết chưa? Dạ, alo, Sít Đăng Đông ơi, hết bài chưa? Dạ, Sít Đăng Đông cho một tín hiệu. Hết bài chưa? Dạ, Cẩm Vân xin đọc tiếp. Ví như này các tỷ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên, trời không quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, ai tu tập từ tâm, không phóng dật, chánh niệm, các kiết sự giảm thiểu, nhờ thấy sanh ly diệt, nếu tâm không độc ác, đối với hữu tình, với từ tâm như vậy, vị ấy là bậc thiện, với tâm tư từ mẫn, đối với tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành công đức thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất, đầy dẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh, như các vị tiên nhân tổ chức khắp mọi nơi, đủ các loại tế đàn, lễ đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quan cọc rượu chiến thắng, lễ chốt cửa dẹp lại, họ không tác thành được 1/16. Với người khéo tu tập, tâm ấy ý thật từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng thắng sáng việc mọi vì sao. Ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục, với tâm tư từ mẫn đối với mọi chúng sanh, vị ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính thỉnh tận tượng tọa Tuệ Siêu giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa Tuệ Siêu. Không biết là trong rung các Phật tử chúng ta, ngoài cái cô Cẩm Vân người đọc bài, rồi người mà post bài lên trên và Phật tử nghe đọc bài, có phát hiện ra là bài học hôm nay chúng ta gặp trục trặc về cái thí dụ ở trong bản kinh đó, in đã dư một cái thí dụ
Ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài chỉ đưa ra ba cái thí dụ, mà trong khi thí dụ về tháng tháng cuối mùa mưa được lặp lại hai lần, được lặp lại hai lần. Thành ra ở trong bản kinh chúng ta phải đọc tới bốn lần bốn cái thí dụ, trong đó thí dụ hai ba nó lại trùng nhau. Rồi khi mà post bài để đọc đó, thì chúng ta đọc thí dụ một là những chòm sao, thí dụ hai là vào tháng cuối của mùa mưa. Sayyatha pi phikkhave vasanang pacchime mase. Rồi cứ cái đoạn thứ ba cũng lặp lại cái chỗ này, mà không đọc Sayyatha pi phikkhave ratiya pacchu sasamayang. Chúng ta chỉ có hai đoạn, chỉ có ba đoạn thí dụ thôi. Hồi nãy khi mà đọc bài tiếng Việt thì chúng ta bỏ cái đoạn sau, bỏ cái đoạn Sayyatha pi phikkhave ratiya pacchu sasamayang. Này các tỳ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng bừng sáng và rực sáng cũng vậy. Này các tỳ kheo phàm, có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 của từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng và chỗ sáng, bừng sáng rực sáng. Cho nên quý vị mai mốt khi mà chúng ta đọc bài, chúng ta người post bài thì chúng ta cũng chú ý, và người đọc bài chúng ta cũng phải chú ý. Và ở đây thưa quý vị, trước khi giảng bài kinh này thì chúng tôi cũng xin nói thưa quý vị, trong cái chánh văn Bali thì quý vị thấy rõ ràng là quý vị thấy cái chữ dựng ở đây không xài chữ nghiệp vụ được, chữ punya kriya vathu yanika nichi opathikani punya kriya vathu ni sapani, tức là phàm có những phước nghiệp sự. Cái này phước nghiệp sự, phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tức là những cái điều làm phước đó, 10 điều làm phước, bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp hội ứng phước tỷ phước cải chánh tri kiến, 10 cái đó gọi là punya kriya vathu, chúng ta gọi là phước nghiệp sự chứ không phải là nghiệp vụ. Ở trong cái bản dịch mà để mà dịch là nghiệp vụ là sai hoàn toàn, cái nghiệp vụ nó khác à, quý vị. Thí dụ như chúng ta ở trong xã hội, chúng ta làm cái công việc gì, chúng ta làm cái nghề gì, cái nghiệp vụ chúng ta là phải làm cái công việc đó, cái nghiệp vụ phải làm cho nó đúng đúng chức năng. Còn ở đây đó, cái chữ punya kriya vathu thì chúng ta phải dịch là phước nghiệp sự chứ không phải là nghiệp vụ, quý vị chú ý chỗ này. Ây da, bởi vậy cho nên đó, khi mà giảng kinh điển, dịch kinh điển là một lẽ, giảng kinh điển là một lẽ, tội nghiệp Phật tử chúng ta nếu như mà không được trình bày, không được trình bày, không được giải thích, không được phân tích theo cái ngữ nghĩa Pali đó, mà cứ là cái bản dịch in sao thì chúng ta cứ đọc như vậy rồi giảng tới đó, thì dần dần rồi Phật pháp sẽ đi về đâu? Khi mà Đức Phật này dạy rằng này các tỳ kheo, cho đến khi nào lời dạy của ta bị hiểu sai lệch, bị sai lệch về văn tự và ý nghĩa,
thì lúc đó diệu pháp thì biến mất. Cái này rõ ràng là cái phân tử và ý nghĩa chúng ta bị sai lệch. Okay. Bây giờ thì thôi, cũng đành thôi, đành phải chịu thôi, để biết sao giờ. Bây giờ một con én không làm nổi mùa xuân, chúng tôi cũng không biết phải làm sao đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trong bài học. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thiền Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh Đức Phật Ngài dạy về cái kết quả của cái việc tu tập tâm từ. Tất cả những cái phước nghiệp sự mà đưa đến sinh y đó, nó không bằng một phần 16 của cái từ tâm giải thoát. Metta Citta Vibhuti. Ở trong vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, chứ nếu không thì chúng ta sẽ bị lệch lạc. Vì sao? Vì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái phương diện sự như bố thí, trì giới, tu thiền, chỉ ba cái đó thôi, chúng ta cũng đủ thấy là cái phước, mỗi một cái loại phước nghiệp sự nó đưa đến cái quả khác nhau. Làm sao chúng ta không thể so sánh được? Người mà bố thí thì tạo cái phước vật. Người mà ở tu giới thì tạo cái phước đức, và người mà tu thiền thì tạo cái phước trí. Tùy theo loại phước tổ bậc của phước vật là cái sự bỏ tài sản để xây dựng cái chúng xứ tứ phương tăng. Tột bực ở cái phước đức đó, là tu tập tâm từ. Và tột bực ở trong cái phước trí đó, là quán vô thường. Vì sao vậy? Ý nghĩa này cần phải hiểu rằng, vì ở trong cái phước vật á, dầu cho chúng ta có bố thí bữa ăn hay là bố thí y phục đến người khác, vật thực đó người ta ăn vào, người ta chỉ no được có một buổi hay là một ngày,
Rồi qua ngày hôm sau vẫn đối trở lại. Y phục ấy người ta có thể mặc trong vài tháng hay một năm thì nó cũng sẽ hư rách. Nhưng mà một người kiến tạo một cái ngôi chùa Tứ Phương Tăng ở tại một địa phương, tại một ngôi làng, một thị trấn, là nơi dừng chân cho các vị tỳ kheo, cho các vị tu sĩ đi hoằng hóa độ sanh. Nơi nào có chùa thì nơi đó sẽ xuất hiện các vị sa môn. Và nếu có sự xuất hiện của các vị sa môn thì sẽ đem lại cái sự an lạc cho dân chúng ở trong cái vùng đó. Thứ hai nữa là khi mà mình cất chùa Tứ Phương Tăng, cất chùa, thì cái ngôi chùa nó có thể tồn tại trong suốt thời gian dài, đem lại lợi ích cho nhiều người. Cái thời gian dài đó là nó tùy theo cái kiến trúc, có thể là 50 năm, 100 năm hoặc là vài trăm năm trở thành cái ngôi chùa cổ, nó cũng còn. Cho nên cái phước vật tục bực là các chùa Tứ Phương Tăng. Còn về cái phước đức tục bực là tu tập tâm từ. Khi một người giữ giới, họ chỉ kiêng tránh cái sự sắc sanh, kiêng tránh sắc sanh, không có giết hại chúng sanh khác thôi. Nhưng mà vì do cái tâm sân giận họ còn, cho nên họ có thể đánh đập, đã thương người khác, mắng chửi người khác, làm cho người khác phải khó chịu, phải phiền lòng. Thì như vậy giữ giới nó chưa phải là tạo cái phước đức tột bậc. Mà một người an trú cái tâm từ, không hận không sân, chẳng những người đó khi có tâm từ không giết hại, không giết chết chúng sanh khác, mà ngay cả cái chuyện mà nổi giận đánh đập chúng sanh khác cũng không có. Cho đến cái việc mà người này nói những lời nói có ác ý cũng không có, bởi vì không có tâm sân. Thì do đó cho nên người này tu tập tâm từ, an trú tâm từ, thì người này gọi là bao trùm cái việc giữ giới, bao trùm cái việc giữ giới luôn. Thế cho nên cái sự tu tập tâm từ mới là tột bậc trong cái phước đức. Nhưng mà tột bậc trong cái phước trí đó, thì cho dù người đó nghe pháp được nhiều, hiểu nhiều, hay là người này tạo cái công đức thuyết pháp cho người khác nghe, nói những lời hay lẽ phải cho người khác học hỏi, cũng tạo cái phước trí. Nhưng mà nếu nói đến cái phước trí để mà đoạn trừ phiền não, phải nói là cái sự tu tập quán vô thường, khổ đau vô ngã. Khi mà thành tựu được tuệ quán, tu tập được pháp tùy quán vô thường, khổ đau vô ngã, có thể chứng được đạo quả, tu được quần tư đà hàm, a na hàm và đạo quả là hán. Thì như vậy đó mới chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Chúng tôi nhắc lại cái chỗ này đó để các Phật tử chúng ta hiểu rõ là trong ba loại phước đó, mỗi một loại phước, việc cái phước nghiệp sự nào là tột bực
Nhưng mà nếu chúng ta so sánh ba lợi phước đó, thì trong trung mục, trong trường bộ kinh, Đức Phật ngài có dạy người giàu cho tạo cái phước vật dồi dào như vậy, nhưng mà cũng không bằng tạo cái phước đức. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có giữ giới, có tâm từ. Nhưng mà người dùng cho có tạo phước Phật, phước đức, nhưng mà vẫn còn sanh tử luân hồi như vậy, thì vẫn còn cái sự khổ đau, nó không bằng cái sự tu tập thiền quán để mà đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên tùy theo cái phương diện, nói ở khía cạnh này, khía cạnh khác. Còn ở trong bài kinh này thì tại sao, ý nghĩa gì mà khi nói đến trong tất cả phước nghiệp sự punya kriya qua thú, đưa đến sanh y, tức là đưa đến sự tái sanh, tất cả các nghiệp sự ấy, phước nghiệp sự ấy không bằng một phần sáu của từ tâm giải thoát. Quý vị, ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái chữ Metta Citta Vipatti, Metta Citta Vipatti, được gọi là, nếu mà Metta Bhavana là chỉ thông thường, nhưng đây đó, trong chú giải giải thích cái Metta giá chia tùng bút thì ra cái này chia theo sở dụng cách thôi, thì nói là Metta Bhavana Vasena do cái ý nghĩa là tu tập tâm từ. Nhưng mà tu tập tâm từ đó đó, Patilatthi, Patilattha, Tika, Chattukacchana, Samapattiya, tức là phải đạt đến ba hoặc là bốn, bốn thiền, đạt đến ba hay là bốn thiền. Tức là không phải tu tập tâm từ như chúng ta. Nếu mà chúng ta tu tập tâm từ, người mà biết đúng cách tu tập tâm từ thì còn có thể là suy quán cái này, suy quán cái kia để mà dẹp bỏ tâm sân thì còn đỡ. Có những người họ rải tâm từ bằng cách là họ đọc, cứ là sáng đọc cái bài kinh Sati Sata Ve Ra Hoan Tu Sukhita Hoan Tu Ni Dukkha Hoan Tu, vân vân. Rồi chiều cũng đọc vậy, Sape Puratima Yadisaya. Cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, dưới được sẽ vui, đừng có quan trái, không có quan trái được nhau. Chúng ta cứ đọc như vậy đó, thì làm sao mà có thể là có cái phước đức cao tột được. Cho nên cái tâm từ ở đây đó là phải đạt đến Appana Lappati, Lappati Appana, tức là phải thành tựu được cái Upachara là cận định,
hoặc là apana, chữ phí ở đây là cũng có, thì phải đạt đến cái đề mục từ tâm, là phải tu tập làm sao để đạt đến cận định và đi đến kiên cố định apana samadhi. Đạt đến kiên cố định tức là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nói theo bốn thiền của tạng kinh, hoặc là đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói theo năm thiền của tạng vi diệu pháp. Bởi vì từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, ba cái đề mục phạm trú này thì chỉ đạt đến được bốn thiền, chứ không đạt được ngũ thiền. Ngũ thiền là cái đề mục của đề mục tâm xả, xả vô lượng tâm. Cái này thì các Phật tử chúng ta có học thắng pháp thì chúng ta sẽ nhớ. Cho nên tu tập tâm thiền, tu tập tâm từ mà thành tựu, mà đạt đến cận định hay là đạt đến kiên cố định, tức là thiền chứng về tâm từ mới gọi là từ tâm giải thoát. Và từ tâm giải thoát đó nó mới có cái phước vô lượng. Bởi vì chúng ta bố thí là bất quá chúng ta chỉ được cái quả sanh về cõi trời dục giới là cùng. Thì giới quý vị, nhưng mà khi mà đắc được thiền với cái đề mục tâm từ thì mới sanh về cõi phạm thiên, mới sanh về cõi phạm thiên. Cho nên trong những cái phước nghiệp sự thì pha quan na maya vinh nhật đi quá thú, cái phước nghiệp sự mà tu tiến đó, metta pha quan na đó, thì phước nghiệp sự đó Đức Phật đã nói rằng trong những cái phước nghiệp sự như là bố thí trì giới thì nó không bằng 1/16 của cái phước nghiệp sự mà tu chức thiền định với đề mục tâm từ. Này chúng ta nói cho rõ hơn là tu chứng đề mục, tu chứng thiền định với đề mục tâm từ, cái đó là gì? Khi mà chúng ta giải thích cái điểm này đó thì chúng ta mới nhận ra được rằng là tại sao ở đây khi nói đến phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tức là những cái phước nghiệp sự mà còn đưa đến tái sanh đó, sanh y ở đây là còn tái sanh ở tương lai. Những phước nghiệp sự nào còn đưa đến sự tái sanh thì những phước nghiệp sự đó không bằng 1/16 của cái việc mà tu chứng từ tâm giải thoát. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái tầm quan trọng, cái tầm cỡ của cái từ tâm giải thoát. Cái tầm cỡ đó chúng ta hiểu được đó là những cái thiện chức thì chúng ta mới có thể hiểu được tại sao bố thí phước nghiệp sự, phước nghiệp sự bố thí, phước nghiệp sự trì giới mà không bằng là lý do đó. Quý vị chờ tôi uống nước một xíu. Đó là chúng ta giải thích về
kia văn tự và nghĩa lý. Cũng nói thêm rằng là ở đây Đức Phật Ngài đưa lên ba cái thí dụ. Ví như các cái vì sao, các cái chùm sao có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng từ chùm sao đó cũng giống như các phước nghiệp sự khác, nó không bằng 1/16. Những 1/16 ở đây không phải là cái sự so sánh một cách chuẩn, mà chỉ là một cái ý nghĩa nôm na theo cái văn hóa. Cái văn hóa của Ấn Độ thưa quý vị, hễ so cái gì thì cũng nói là 1/16, nó 1/16. Cũng giống như bây giờ chúng ta có cái thói quen là cái gì cũng là 1%, 1%. Thế kia thì cứ 1/16, 1/16 vậy. Nó tùy theo chỗ. Không bằng 1/16 của ánh sáng của vì sao, không bằng 1/16 của ánh sáng mặt trăng. Hoặc cái thí dụ thứ hai là nói về mặt trời. Khi mà vào những thời gian hết mùa mưa, không có bị mây che u ám, thì bầu trời nó quang đãng. Lúc bây giờ mặt trời mọc lên sáng tỏ rõ, sáng rực, cũng như từ tâm giải thoát vậy. Hoặc là nếu ví dụ về các cái ánh sáng của các vì sao đó, thì sao Mai là chói sáng, bừng sáng và rực sáng nhất trong cả các vì sao. Cái ý nói rằng là cái quy lực của từ tâm giải thoát đó, nó hơn tất cả những cái phước nghiệp sự bố thí trì giới. Giống như là ánh sáng của sao Mai nó sáng hơn các vì sao khác, hoặc là ánh sáng của mặt trời vào cái ngày, vào những ngày cuối, vào cái tháng cuối của mùa mưa, thì nó sáng hơn những cái ngày thường khác. Hoặc là mặt trăng ánh sáng hơn cả các cái vì sao. Nếu mà chúng ta sắp xếp ba cái thí dụ này đó, thì chúng ta sắp xếp như thế này. Chúng tôi thì thường thường quen là khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển, hay là chúng tôi đưa những cái thí dụ, chúng tôi hay sắp xếp thứ lớp từ lớn tới nhỏ. Cái quan trọng chúng ta nói trước là ánh sáng của mặt trời vào cái mùa khô là chói sáng hơn những cái ngày trong mùa mưa. Kế đến
ánh sáng của mặt trăng á, là tỏ tỏ rạng hơn ánh sáng của các vì sao. Thứ ba, ánh sáng của sao Mai tỏ rạng hơn ánh sáng của các vì sao, của các tinh tú khác. Chúng ta có ba cái thí dụ thứ lớp như vậy: mặt trời, mặt trăng và sao Mai. Nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Phật tử chúng ta đọc kinh, đọc kinh sách thì gặp những cái thí dụ chúng ta đọc phớt phớt qua bỏ qua. Do đó, chúng ta ít có lãnh hội. Bây giờ xong cái việc đó, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái cách mà chúng ta tu tập khoảng 15 phút. 15 phút là vừa đó thưa quý vị. Bây giờ chúng ta phải hiểu tâm từ là trạng thái không nóng giận. Trước hết là trạng thái không nóng giận, không bực bội, là một trạng thái tâm an vui, mát mẻ, thân thiện, hài hòa. Chúng ta cứ nhớ cái trạng thái của tâm từ là như vậy. Mình muốn tu tập tâm từ thì nếu như mình sơ cơ thì trước là phải học rành rẽ đề mục, đề tài thiền, và chúng ta phải trừ khử những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại đó, đó tức là những cái gút mắt bực bội của tâm. Bởi vì khi mà hành giả muốn tu tập tâm từ nhưng mà chúng ta đang bực bội chuyện gì đó, hay là bình thường cái tánh của mình hay nóng, hay nổi nóng, chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập tâm từ thì không có kết quả gì. Cho nên mình là người hay nóng tánh, hay bực bội, hay sân giận, hay cáu gắt người khác, thì trước hết là chúng ta nên dẹp bỏ cái chướng ngại đó đi bằng cách là chúng ta suy xét cái sự nguy hại của sân hận. Và muốn dẹp bỏ được sự nguy hại của cái tâm sân giận đó, dẹp bỏ được cái sự sân giận là chúng ta phải biết kham nhẫn. Ở đây sự nguy hại của sân tâm trong kinh có nói đến, tôn giả Sư Tá ngài có thuyết: này chư hiền, khi một người nổi sân, nó là miếng mồi cho tâm sân, và có thể bị ám ảnh bởi tâm sân, nó giết hại chúng sân. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi mà tâm sân khởi lên đó, thì nó như là một con ác quỷ, và chúng ta sẽ là miếng mồi cho ác quỷ, bị ác quỷ ám ảnh. Cho nên chúng ta mới đi đến cái chỗ mà chửi cha mắng mẹ, đánh đập hàng xóm, hay là sát hại chúng sanh vân vân, để rồi tạo ác nghiệp và sanh xuống khổ đau. Chúng ta phải suy xét cái tâm sân gì, cho nên chúng ta phải chán, phải ghét. Lại nữa, trong kinh, một kinh khác
Ở đây là trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng, này các tỳ kheo, có bảy pháp xảy đến cho một người sân hận mà khiến cho kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn. Bảy điều ấy là gì? Một, một người đang sân giận, bị sân chi phối, người ấy trở thành xấu xí. Dù có tắm rửa trang điểm, trang phục đẹp, cũng trở thành xấu xí. Hai, một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy ngủ một cách khổ sở, dù có nằm trên giường đệm, giường ghế nên chăng lắm. Ba, một người bị tâm sân chi phối, người ấy thường gặp những điều bận đau khổ. Bốn, một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy dễ làm thiệt hại tài sản. Cái trường hợp này chúng ta thấy rất dễ hiểu. Bình thường ở nhà hay vợ hay chồng hay mua sắm đồ đạc ở trong nhà, tivi, tủ lạnh hay là bất cứ cái gì đó, đồ nội thất, đến khi mà nổi giận lên rồi là đập bỏ chén bát, đập bỏ bàn ghế, đập bỏ tivi, tủ lạnh. Đập bỏ xong đến chừng tỉnh hồn tỉnh vía lại thì phải bỏ tiền ra mua ở khác, tốn kém, cho nên làm thiệt hại tài sản đã thu hoạch. Lại nữa, một người sân giận, khi bị sân giận chi phối, người ấy có thể làm mất danh tiếng của họ. Bình thường một người có tánh vui vẻ cởi mở và nổi tiếng, người ta ngưỡng mộ, người ta khen ngợi, nhưng mà đến chừng anh ta bị sân giận chi phối, người ta gặp anh ta đang ở trên đường đi, ở đâu đó anh ta cãi lộn, anh ta phân tục, mắng chửi, đánh đập người khác chẳng hạn, thì như vậy danh tiếng của anh ta từ trước giờ kể như mất. Một người lại nữa, người bị sân giận chi phối, đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy sẽ bị bạn bè thân hữu tránh xa. Lại nữa, một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, bị thúc giục bởi sân hận, người ấy có thể tạo thân ác hạnh, khỏi ác hạnh, ý ác hạnh. Do đó, sau khi chết bị sanh vào đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, người sân giận có xảy đến bảy điều này khiến cho kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn. Sau khi suy xét sự nguy hại của sân giận như vậy, cái hành giả chán ghét cái sự sân giận, mới bắt đầu suy xét cái sự lợi ích của cái sự đức tính kham nhẫn. Chư Phật hàng giảng dạy kham nhẫn hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, môn không hại người. Kham nhẫn là nguyên nhân phát sanh giới và định, nhờ đức tính kham nhẫn các thiện pháp tăng trưởng. Hoặc là nhẫn nại đồ trang sức của bậc trí trong đời, nhẫn nại là khổ hạnh của hành giả tu tập, nhẫn nại là sức mạnh của những người hành trình, nhẫn nại điều mang đến lợi ích vạn vui. Chúng ta phải suy xét cái đó, nhờ suy xét cái sự lợi hại như thế, hành giả
phấn chấn với mục đích tu tập tâm từ. Thì khi mà chúng ta đã qua đến cái bước đó rồi đó, thì cái việc mà chúng ta tu tập, trước hết là chúng ta an trú tâm từ chính bản thân mình. Như thế nào là an trú tâm từ chính bản thân mình? Thưa quý vị, tức là nghĩ đến nội tâm này, mong cho ta được cái sự an vui. Ahang sukho homi, mong cho ta không khổ não. Đến sukho homi, khi mà tự bản thân mình an trú tâm từ như vậy đó, mình mong cho mình an vui, mong cho mình không có sự khổ não, thì tâm mình trở nên mát mẻ. Làm như vậy đó, để lấy mình làm thí dụ, rồi mới trải tâm từ đến chúng sinh khác. Ví như bóng mát của tàn cây, nó phủ mát thân cây trước, rồi mới che mát cho những người ngồi nghỉ ở dưới, ngồi nghỉ chân ở dưới tàn cây vậy. Hành giả tu tập trước hết là tâm từ với chính mình. Mình có mát mẻ rồi mình mới nghĩ tưởng đến chúng sinh khác, mới mong cho chúng sinh khác được sẽ vui, không có khổ. Chúng ta tu tập theo cái bước gì? Cái sự tu tập sơ khởi trú tâm từ đến chính bản thân thì không thể đắc định. Mà phải tu tập biến mãn tâm từ đến khắc hướng đến tất cả chúng sanh, đó mới là phương pháp đạt đến định. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này, mặc dù chúng ta trú an trú tâm từ đến chính bản thân mình thì nó không có đắc thiền định được, nhưng mà nhờ cái này nó làm cái nền tảng mà chúng ta mới tu tập đắc thiền định, bằng cách là chúng ta an trú tâm từ với vô lượng chúng sanh. Một điều khác nữa mà chúng ta phải hiểu, là khi mà nội tâm của hành giả đã thoát khỏi sự ám ảnh của sân giận nóng nảy rồi đó, thì tiếp đến hành giả tu tập trải tâm từ đến người khác. Nhưng mà hướng tâm từ đến người khác đó, đầu tiên không phải là một người khó ưa, Apiyapokalak, cũng không phải là một người quá thân đáng yêu, Atipiyasahayakak, cũng không phải là một người mà ta vô cảm, tức là Machata mình diễn dưng, không phải là một người thù Weri Bokalak. Đó là bốn hạng người mà nó không tạo cảm hứng cho hành giả, và hành giả sẽ mệt mỏi khi miễn cưỡng trải tâm từ đến họ. Thì ở đây chúng ta nhớ, một người mà chúng ta đã thấy mặt thấy ghét rồi thì chúng ta trải tâm từ với họ đầu tiên không được, chưa đâu, để hạ hồi phân giải. Sau này khi mà tâm từ mình mát mẻ rồi, mình gặp họ mình mới có thể nhìn mặt họ với cái tâm thiện cảm được, chứ lúc ban đầu thì không nên. Còn một người đáng yêu quá, thân thiết quá, thì bây giờ mình tu tập tâm từ
Thiện khởi lên cái tâm luyến ái. Cũng như cái câu chuyện mà anh chàng Thiện Nam đó, anh học thiền với Địa Ngục Tâm Từ, về tối anh ở cái phòng bên cạnh, bà vợ ở phòng bên cạnh, anh trải tâm từ, anh nhắm ngay bà vợ mà khởi lên cái tâm từ, nó biến thành tâm luyến ái, anh chịu không nổi, anh phải phá vách, anh chạy qua. Còn một người mà vô cảm, một người mà mình vô cảm, tức là người dưng xa lạ, mình không có một chút gì cảm hứng thì cũng không được. Một kẻ thù thì chúng ta cũng không có cảm hứng được. Cho nên chúng ta phải tùy, chúng ta tu tập trước hết nơi hành giả. Hành giả nên trải tâm từ đến cái vị, các cái vị của mình là những đối tượng khả kính, có đức hạnh, có trí tuệ đáng tôn ngưỡng. Mình trải tâm từ đến vị đó thì mong cho vị này được sẽ vui, mong vị này đừng khổ đau. Bởi vì cái người đáng kính nó sẽ tạo cho mình cái nguồn cảm hứng. Chúng ta không có luyến ái được mà chúng ta không có ghét bỏ, thế là tâm từ mới thể nhập được. Cho nên cái chỗ đó cũng là một điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Thì ở đây đó, khi mà hành giả trải tâm từ đến một đối tượng khả kính như vậy, thì hành giả phá vỡ cái hàng rào ngăn, tức là hướng tâm từ có tính bình đẳng với mọi chúng sanh. Lúc đó đó mình mới trở về, mình mới hướng đến tất cả chúng sanh khác được. Bây giờ ví như khi mà chúng ta muốn tặng quà bánh cho ai đó, cái người đầu tiên mà chúng ta tặng quà để cho chúng ta vui đó, thì chúng ta phải được trao đến cho một người mà mình có cái sự hoan hỷ. Khi mà mình có cái sự hoan hỷ, có cái sự tôn trọng rồi đó, thì mình cho người đó xong rồi, sau đó chúng ta mới bố thí cho những người nghèo hèn khổ sở an sinh được. Chứ còn bây giờ đầu tiên chưa hết mới mở cửa nhà để mà mình trao tặng quà, thì gặp một người chẳng ra gì đi đến làm cho mình mất hứng. Nó cũng khi mà chúng ta tu tập tâm từ, trước tiên là chúng ta phải trao cái tâm từ đó đến cho bậc khả kính, là bậc thầy cái đó. Thì khi mà chúng ta tu tập xong rồi, chúng ta trải tâm từ đến cái bậc thầy khả kính rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái tính bình đẳng đối với mọi chúng sanh được. Thì khi mà chúng ta tu tập vậy, dù cho chúng ta chưa đắc thiền, chúng ta cũng đạt đến cái cảnh giới được an lạc. Bây giờ tu tập từ tâm, an trú từ tâm sẽ có được 11 điều lợi ích mà chúng tôi nhắc đại khái như thế này. Đức Phật đã thuyết rằng này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành tu tập, nếu được làm cho sung mãn sẽ có được 11 lợi ích: ngủ an vui, thức an vui, dậy an vui, không thấy ác mộng, là chỗ thương yêu của loài người, là chỗ thương yêu của loài phi nhân, được chư thiên hộ trì, không bị lửa hoặc thuốc độc hoặc đau kiếm xâm hại, sắc mặt tươi tỉnh, tâm an tịnh nhanh chóng, chết không hôn mê, nếu chưa
thể nhập được quả vị giải thoát sẽ đi đến phạm thiên giới. Đó là kết quả của cái sự tu tập và đạt được cái từ tâm giải thoát. Hôm nay thì chúng tôi trình bày cho quý vị ý nghĩa của cái bài kinh Metta Bhavana Sutta mà chúng ta học ở trong Ý Tứ Buddhaka như vậy đó. Mong sao bài kinh này cũng sẽ đem lại cho các Phật tử chúng ta một cái sự tiến hóa an lạc trong cái việc tu tập, đem lại lợi ích cho chúng ta trong đời sống này. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo cho rừng, rồi chúng ta chuẩn bị đi qua rừng lớp Phật Pháp của Thầy Thầm Mát Mô Bà Thầy. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu Thượng